19 tháng 5 năm Quý Mão lúc 4 giờ sáng 30 phút. Tượng lên bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, 51 tuổi, cũng là năm chung ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão luôn. Thôi tỉnh hai ông bà về nhà nghe kinh kệ trong hồn. Sống giờ có chị ở về nhà, không ở đây nữa. Bà theo thầy trước thì bển, Nam Mô Chí Minh, sư Bồ Tát Ma Ha Tát thầy Chí Minh. Cái nước cổ đó bà. Điều tay cái tường đặng chú Nam Mô Ba Ma. Thưa cô chú anh chị, hiện giờ Khải Trần đang có mặt tại hiện trường trong cái vụ tai nạn rất là đau lòng đó cô chú anh chị. Anh Vũ 54 tuổi và chị Mỹ Châu vợ của anh là 51 tuổi. Anh chị đi làm rồi 4 giờ sáng đó cô chú anh chị, rồi có xảy ra tai nạn với xe lớn. Anh chị không có còn nguyên vẹn luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời đau lòng, thì hôm nay á thì cũng vừa hỏa táng anh với chị xong, thầy đến để mà chụp vong anh với chị. Cái chỗ nào đâu à? Nằm ngay chân đây đó hả chị? Nằm ngay chân ổ gà đây luôn nè. Dạ. Cái lộ này xe lớn quá trời cô chú anh chị ơi. Cho nên anh với chị mà theo mọi người suy đoán á, là anh với chị dấp ổ gà rồi ngã xuống là xe tải chạy đi ngang luôn. Nhưng mà đau lòng á, rất là đau lòng của chú là xe bỏ luôn chứ không có quay trở lại. Để coi anh chị như thế nào. Bà con rất là đau lòng luôn. Ổ gà này nè cô chú anh chị, thì cũng mới đổ cát thêm nè. Hiện trường chỗ này nè cô chú anh chị. Chị là chị Châu nằm ở đâu chị? Chị Châu nằm ở đây. Rồi anh Vũ. Hai ông bà cũng kế bên luôn. Rồi chị Châu thì nằm xuôi theo lộ. Là lúc đó là chị chạy trước hay là chị chạy sau? Đâu có, em ở bên đường bên kia. Em ở bên đường bên kia, em chạy tới công ty. Dạ. Không thấy anh chị tới. Dạ. Rồi bắt đầu em mới bóc điện thoại điện tới là công an nói là anh bị tai nạn chỗ này nè, rồi xuất xe chạy vô lại đây. Rồi thấy chứng kiến. Quá trời đau lòng. Theo mình đoán á, có nhiều khi anh chị là chạy sập cái ổ gà chỗ này nè chị. Mà có chiếc xe kia thì nằm đằng kia đó. Hai chiếc xe nhỏ con á ha. Dạ. Mọi xe kia thì không có người. Nghe dạ. Nói là cái bà già kia mới gãy giò chở đi, còn cái anh nọ thì anh cũng còn sống. Dạ. Mà anh chị dâu thì nằm chết ở đây. Mà chị dâu mới nằm xuôi theo đường. Anh chị Mỹ Châu thì nằm xuôi. Dạ. Chị nằm xuôi theo đường hả chị? Là chị Mỹ Châu là nằm xuôi theo đường này luôn. Dạ. Mình chạy hướng nào lên chị? Anh chị đi làm là chạy hướng nào lên? Anh chị ở đây chạy qua nè. Ở đây chị ở hướng này là từ đâu về chị? Hướng dưới này nè. Từ ở bên bển á, từ bên Đồng Tháp, Đồng Tháp bên chạy qua đây. Dạ, bên hướng cầu Dòng Cống chạy qua đây ha. Dòng Cống bên chạy qua đây. Chạy qua đây chạy lại qua bên chỗ cái dòng xe đó là tới công ty. À ba xa nữa tới công ty chị? Ở đây cỡ khoảng chừng 500 m nữa tới công ty. Cả 500 m nữa là tới công ty. Giờ đó là 4 giờ sáng hả chị? 4 giờ sáng, 4 giờ 15. Mà, dạ. Mà hồi lúc mà anh té xuống đây, chị hai té xuống đây mà sao mà chiếc xe chạy hiện hướng này mà chiếc xe quay đầu đây. Dạ. Làm như là cũng như chiếc xe nó tông rồi quay ngược trở lại. Nó quăng. Đúng rồi, quay ngược trở lại. Rồi là xe container nghĩa là xe tải chị? Xe theo mình tải, đón á. Nghe người ta nói là xe tải. Lúc mà mấy đứa nó phát hiện được thì thấy hai chiếc xe tải đậu. Mà một hơi lại thì không thấy chiếc nào chứ. Chạy chân vắng luôn, chạy chân. Trời trời, vậy đó hả? Rồi chị một cái chân còn mang chiếc dép kia văng thuốc nặng. Dạ. Mà chị nằm ngay trò luôn, và cái đầu thì nó có tiêu rồi, còn chỉ còn đống tóc kế bên cái đường cổ đó, kế bên cái đầu thôi. Tội quá trời, còn tội ha. Thì anh hai thì buộc. Bởi vì mắt mà còn không được nguyên vẹn nữa rồi. Quá đau lòng là cái người mà gây tai nạn là không có trách nhiệm với anh chị luôn. Dạ. Bỏ luôn. Trời ơi, thấy đau lòng lắm. Thấy rồi hai chồng cũng nằm kế bên luôn á. Dạ. Kế bên luôn. Mà chiếc xe cũng nằm kế bên chị luôn. Lúc đó khi mà hai vậy thì chị cũng đang chạy phía sau. Không. Chạy bên đường bên kia.
không phải là chạy phía sau, cũng như anh chị bị tai nạn rồi đây nè. Dạ. Rồi mình tới công ty trước mà mình kiếm anh chị không có. À, có nghĩa là chị đã tới công ty trước công rồi ty kiếm anh rồi, chị không có. Không có. Rồi nghe người ta nói là anh chị bị tai nạn rồi mà mình cũng như là nói là chiếc xe trắng quay sền màu trắng bị tai nạn ngoài này mà cũng không rõ là anh chị mình không phải không phải không. Dạ. Rồi móc điện thoại điện thử, điện thì công an bắt máy. Dạ. Nói là tôi là công an phường. Và anh chị ngoài này bị tai nạn rồi, cho người thân nhân lại nhận xác về. Là hai người mất hết hai rồi. Mất hết rồi, đầu tới giấc đó thì em quỵ xuống luôn rồi em đâu đi được. Cái nhờ cái mấy người bằng công ty chung ta trở lại đây. Trở lại đây thấy hiện đau bu đỏ chân chỗ này nè, anh chị luôn. Quá trời đau lòng luôn. Lúc đó là Cưng cũng có đi lại đây không? Có, em đi lại đây mà. Vậy đó hả? Đi lúc đó là Cưng lại đây khoảng mấy giờ? Dạ. Anh bộ anh làm ở đây hả? Qua tôi lại đây 6 giờ là thấy chỗ rồi. Là cả 6 giờ là Cưng mới ra đây. Dạ. Phải không? Trời, đau lòng dữ trời. Anh của anh chị nè, cô chú anh chị quá trời đau lòng luôn. Bà đi làm công ty đó cô chú anh chị, gia đình cũng rất là khó khăn luôn. Bây giờ anh chị đã ra đi rồi, khổ quá trời, tội bà con ơi. Em cái lúc mà cha mẹ bị tai nạn đó là lúc đó em ở đâu? Em ở dưới quê, em ở Sóc Trăng, em đâu biết đâu. Rồi xong rồi nhỏ em gái em nó mới điện lên. Lúc đó là em ở bên vợ hả? Bên vợ, em ở bên vợ mà cứ vợ. Cưng có đi làm gì không? Em ở nhà không mà, không có làm gì ở nhà. Tại con nhỏ mới sanh á, rồi đâu có đi làm gì được đâu. Thưa cô chú anh chị, đây là con trai thứ hai của anh Vũ đó. Là em có gia đình ở Sóc Trăng bao lâu rồi? Em có gia đình ở dưới cũng khoảng gần 10 năm rồi mà em ở dưới không mà em. Lúc em chưa có con nhỏ thì em làm ở trên Bình Dương á. Ừ. Rồi xong rồi em có con nhỏ rồi đợt dịch Covid về á. Giờ em có bầu xong rồi về đây tới giờ luôn là không có đi làm ở nhà rồi. À, có thường tới lui thăm cũng cha có mẹ không? Dạ cũng có. Thì nó nghe ở xa thì cũng dạ, lâu lâu mới về chứ dạ, không phải là về mỗi ngày ha. Dạ. Rồi khi ở đây mà người thân điện cho em hay đó. Dạ. Là khi mà em về là hiện trường còn đây không? Nghe là đã vô nhà xác rồi. Em về là ta đem vô nhà xác rồi em vô trọng em đem vô nhà xác để mà khám nghiệm tử thi. Dạ. Rồi xong hết trơn rồi làm thủ tục luôn này kia cho anh. Rồi liệm ở đó luôn hả Cưng? Dạ liệm ở đó luôn. Liệm ở nhà xác luôn. Dạ. Rồi mình mới đem cha về làm dạ, đám ha. Dạ. Tội nghiệp anh chị ra đi mà còn không có nguyên vẹn nữa, tội quá trời tội. Dạ. Con cái chưa được trả hiếu cho ba mẹ. Tại vì cố gắng lên, bây giờ Cưng á cũng đừng có kêu ba mẹ nữa biết không, bây giờ ba mẹ đã khuất rồi thì mình nhớ mình niệm Phật thường. Dạ. Mình niệm Phật để cho Phật cầu độ cho hương linh của anh chị ba mẹ của Cưng ha. Dạ. Ừ. Bây giờ chuyện gì á đã như vậy rồi thì mình muốn khác cũng không được. Dạ. Cái mắc mát này thì không có gì bù đắp lại được hết. Quá trời tội. Dắt đó tại vì 4 giờ thì nó ngay nó cũng còn đường này, có đèn đường không? Cũng có anh mà. Cũng có đèn đường mà sao mà kỳ vẫn biết. Chứ cái đường này anh đi dài nãy giờ trên đường đi anh thấy ổ gà là ổ kia mà ổ dâu chứ không phải là ổ gà. Ổ lớn không à. Hồi nhiều khi chạy mà lỡ như mình quên một cái mà nó phập xuống ổ gà cái là nó lạc tay lái cũng nguy hiểm nữa. Mà xe công thì chạy gì nè cô chú anh chị, cái đường xe chạy dữ lắm, chạy luôn. Đó cô chú anh chị thấy xe liền luôn nè. Gì mà có chuyện gì cái đâu có tránh được. Đúng rồi, thì lạc tay lái thì xe phía sau đã tới rồi. Thì bây giờ để cho bên phía công an làm việc thì để tìm coi gặp cái người gây tai nạn cho gia đình của em không ha. Chứ bây giờ mình cũng đâu có biết là xe nào tại vì nó ngay giờ đó thì cũng tối quá. Mới 4 giờ thì cũng còn tối thui à. Mà trời mấy bữa nay sương dữ lắm nha Cưng. Sương mù dữ lắm. Quá trời tội. Vậy là xong rồi, chắc bà con lại
đem anh vô đây, đem vô phía trong. Cưng ơi, nó nghe nè, cái giấc sáng đó rồi khi mà ra là đem anh chị vô mấy trong lề này hả? Không, để đó không ai đem đâu. Ủa, để nguyên hiện trường luôn sao? Để nguyên hiện trường, chừng nào mà đi xuống đem xuống Thốt Nốt khám tử thi. Là khám tử thi là ở Thốt Nốt hả? Dạ, nhà xác Thốt Nốt. Ừ. Giờ ta đụng rồi cho bỏ đi luôn rồi đó thầy. Dạ, đụng ăn đêm rồi bỏ luôn rồi thầy ơi. Bây giờ đâu có biết xe nào mà anh chị đâu có còn nguyên dạng nữa, hình hài và biến dạng hết trơn luôn, quá trời tội. Không có bình bông này, có cái gì để được không thầy? Cái nước đưa cho Bảo vui cho nước. Cắt cây đi con, cắt cái cây đi con. Nhất, nhất. Cái cây không có dĩa rồi để nhất. Cái dĩa đó kìa. Quá trời, cái đường này xe cô chú anh chị ơi. Mà cái đường này á là ổ gà ổ nào nấy, cô chú anh chị thấy. Lúc nãy coi chừng cũng đi theo xe đó, rồi đi ra đây nè là ổ gà lớn dữ lắm luôn, tại vì xe nặng không à, nếu mà nó bể rồi là nó bể lần ra bự lắm cô chú anh chị. Có xe nối đuôi gì đó bà con, có sơ sẩy gì đâu có tránh kịp đâu. Để mấy trong hả thầy? Dạ. Ở đâu? Ở đây là bưng lương xuống. Đây nè, cái trong đây nè. Đây có đâu? Để coi cho. Dỡ cái dù cao cao lên cho anh hai đi dễ cưng. Nữa mấy đứa cưng kêu ba mẹ về ha, thì là xong rồi kêu á, kêu tên ba mẹ về nhà, kêu về với con. Quá trời, cái đường này xe bà con ơi khủng khiếp luôn, nó đuôi gì nè. Tội quá trời tội bà con ơi. Đứng xếp vô chút xíu đi cưng ơi, đứng xếp vô chút xíu đi, xe dữ lắm xe. Không nhiều mấy đi.
hàng gia thiếu viên phụ bột hậu quá về Tây Phương thành độ chen vàng nở dâm giả từ nay mở lối về qua đã tỏ lòng mừng thấy Phật hương linh muôn đời kiếp được may. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tây Thiên Thứ Đất, Tông độ Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư bác đại chứng minh hôm nay là ngày 20 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão, chúng con thành tâm tiết lễ kỳ siêu dớt dông hương linh cha con là ông Trương Văn Vũ hưởng dương 54 tuổi từ giờ ngày 19 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão, và mẹ con là bà Nguyễn Thị Mỹ Châu hưởng dương 51 tuổi lâm chung ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão. Thì bà con trai mà dạ bốn ba ba trai với một gái, à, hiếu nam trai với một gái với dâu dễ, kêu mình nói là dâu dễ nội ngoại luôn, chứng minh cho thầy tụng kinh dớt dông cho lên xa con ông Trương Văn Vũ hưởng dương 54 tuổi lâm chung ngày 19 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão lúc 4 giờ sáng 4 giờ 30 đi 4 giờ 30 sáng ngày 19 luôn đúng rồi, cái tháng 5 năm Quý Mão Phật Di Đà tiếp dẫn địa tạng đây kinh quang dẫn lộ hương linh được kêu danh tịnh độ giảng Tây Phương Nam Mô A Di Đà Phật hương hải ban đảnh lễ dớt dòng lễ hương linh phụ lăng mẫu mẹ lễ hương linh ta làm ba đi sao bà khác đi làm hai đứng hai bên đi mân dây quầy dương đi đảnh lễ ai làm đi lắm đâu mất rồi nhà đi bao nhiêu quá đơn như nghĩa lỗi chưa đi không đi nào mô đăng tư địa bồ tát nào mô đăng bồ tát bồ tử địa và bất công đức thiên hệ chúng sanh nghiệp tố trần luôn nhập tiền luôn qua bạn nhớ cái chung vô chứ cái cô một như mấy bạn đi thành tịnh độ tư dụng luôn. À giờ quét đó bà Mô Nguyễn Tổng Thanh Lương Bồ Tát Điện Đầu Thành Bồ này. Ghé nha con, ghé nhà mày. Ghé nó đỉnh luôn. Thằng lạnh như biết tạp bơ lên kia có quét thằng nguyên trận. Tịnh tử dớt dòng tất thanh tịnh giáo hữu. Bà con cảnh thương thì chú là tiêu tay kiến tường bằng chú đẩm bồ ba mắt. Thằng là bồ đà lắm mà bác này ba hắn kia cái kia Dạ ở đó cũng được rồi. Dạ.
mình đến nhân ngủ hưởng lương 54 tuổi, nay thầy thỉnh vong về nhà. Nha ông nhân ngủ hưởng lương 54 tuổi nay từ trần ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão lúc 4 giờ sáng 30 phút. Tượng lên bà Nguyễn Thị Mỹ Châu 51 tuổi cũng là lâm chung ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão luôn. Thôi thỉnh hai ông bà về nhà nghe kinh kệ trong hồn. Cảm ơn các chị ở về nhà. Không ở đây nữa. Mà theo thầy trước thì bến Nam Mô Chí Minh Sư Bồ Tát Ma đó tới thầy Chí Minh. Đi nước khổ đó con. Ủa này tôi đó. Chiều tay cái tường đặng chú Nam Mô Ba Ma. À, ngắt ra. Thể đại ra đi cưng, thể đại ra luôn đi. Trời có đường xe bà con ơi. Xong rồi đó cô chú anh chị, bây giờ thì thầy cũng vừa thỉnh vong linh của anh chị để kêu anh chị về nhà. Nhớ nhớ lên xe kêu ba với mẹ nha mấy đứa nè. Kêu nghe, chị cũng vậy nghe chị. Rồi niệm Phật chứ đừng có khóc kêu tên anh của anh chị của chị nữa nha. Dù sao thì mình cũng không thay đổi được. Dạ, cố gắng lên nha gia đình nha chị ha. Dạ. Em gửi cho anh số tài khoản của em. Đúng rồi, kêu ai kêu cũng được, kêu ba mẹ gì ai kêu cũng được. Kêu đúng rồi, kêu theo con về nhà gì đó.
kêu kêu già về tới nhà mình luôn nha, nghe cưng. Ừ. Rồi chưa, lên xe về nè. Thưa cô chú anh chị, Khởi Trần cũng xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị, bà con gần xa đã luôn chia sẻ và ủng hộ kênh. Rồi chưa, đóng cửa nha. Rồi, chơi khỏe nha mấy chị ơi. Dạ dạ.